số pha phản lưới dẫn đầu danh sách bàn ở Euro. Số bàn phản lưới qua 18 trận đầu Euro 2024 đã gần bằng một nửa con số của giải 3 năm trước. Sau loạt trận tối 20 tháng 6, Euro 2024 đã có 5 bàn phản lưới. Những cầu thủ không may đưa bóng phản lưới nhà gồm Riccardo Calafiori, Italy, Antonio Radiger Đức, Maximilian Weber, Áo, Robin Hranach Cộng hòa Séc và Klaus Zasiller, Albania. Năm bàn phản lưới đến chỉ trong 18 trận đầu giải năm nay. Kỷ lục trong lịch sử Ezo là 11 bàn phản lưới trong 51 trận ở kỳ giải 2020. Trong khởi đầu bất thường, Ezo 2024 chỉ có một cầu thủ ghi được hai bàn, là tiền đạo cánh Zaman Musiala của Đức. 40 cầu thủ khác ghi một bàn, không tính phản lưới. Jasiller là cầu thủ duy nhất có cả bàn thắng lẫn bàn phản lưới. Giải năm nay mới có một thẻ đỏ dành cho Ryan Porteous trong trận khai mạc Đức thắng Scotland 5-1. Cầu thủ này thậm chí bị tăng nặng, phải nghỉ cả hai trận tiếp theo của Scotland, hòa Thụy Sĩ 1-1 ngày 19 tháng 6 và gặp Hungary ngày 23 tháng 6. Rodri của Tây Ban Nha phải nhận thẻ vàng trong cả hai trận thắng Croatia 3-0 và Italy 1-0. Ngôi sao câu lạc bộ Man City do đó phải nghỉ trận gặp Albania ngày 24 tháng 6, nhưng Tây Ban Nha đã giành vé đi tiếp kèm vị trí nhất bảng B. Chủ nhà Đức và Tây Ban Nha đều có 6 điểm tuyệt đối từ hai trận đầu. Các đội khác cũng có khả năng làm được điều này gồm Pháp, Hà Lan, Romania, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha. Thu hút nhiều khán giả đến xem trực tiếp nhất từ đầu giải là trận Tây Ban Nha Croatia với 68.844 người. Trong khi đó, trận ít khán giả nhất là trận Bồ Đào Nha Cộng hòa Séc với 38.421 người. Euro 2024 gồm 24 đội chia thành 6 bảng hai đội dẫn đầu mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1 trên 8. Do đó, đội thắng một trận vòng bảng vẫn có thể đi tiếp. Trong trường hợp bảng có từ hai đội bằng điểm trở lên, ba tiêu chí ưu tiên để xác định vị trí gồm điểm đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại đối đầu trực tiếp và số bàn đối đầu trực tiếp giữa các đội này.